Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Kim, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ MCAS. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đoàn Duy Dũng, hiện tại là bác sĩ chính về tạo hình mặt tại bệnh viện MCAS. Xin chào bạn, tôi là bác sĩ Võ Thanh Phi, người sẽ phụ trách tất cả những phẫu thuật thẩm mỹ liên quan về mũi và mặt của bệnh viện MCAS. Tôi là Đinh Ngọc Quỳnh Như, là bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ MCAS, phụ trách về mảng da liễu và tế bào gốc. Laboratory, and this is a super clean laboratory space where our technicians are working using the stem cells, drying them to isolate them from fat tissue.